em có mong muốn người bạn gái mình như thế nào không? Dạ nói chung không mập không ốm chị ơi. Vậy mới khó đó. Dạ. Còn gì nói đi, nhưng mà cái dù chiều cao tôi phải kiểm tra. Đâu đứng lên coi coi. Thì đâu có mức thấp vậy nhờ? Không lẽ thấp hơn tôi? Đâu đứng vô coi. Cũng đâu đến mức đâu. 1m58 là bằng em á anh. Rồi ngồi đi được rồi. Bật. Mời bạn nữ. Thôi bây giờ mình giới thiệu về mình. Em tên là Phạm Phúc Thái, em ở quê ở Đồng Nai. Phạm gì? Phạm Phúc Thái. Phạm Phúc Thái, quê Đồng Nai. Dạ đúng rồi. Bao nhiêu tuổi em? Em sinh năm 84. Em làm nghề gì? Dạ em vừa kinh doanh và em vừa dạy học. Dạy ở đâu? Dạ em ở dạy mấy trung tâm. Nhưng mà ở Đồng Nai hay là ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ em tên là Trịnh Thị Oanh. Em sinh năm 1988. Em là thư ký tòa án. Làm việc ở đâu em? Em làm việc ở quận Tân Bình. Quận Tân Bình, quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Hải Phòng. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là em hiền, biết nấu ăn và thích thể thao. Chơi thể thao môn gì? Em bơi lội nè, cầu lông. Rồi em thích là tập gym. Vậy là đầy đủ sức khỏe ha. Dạ. Rồi, còn khuyết điểm của mình? Khuyết điểm của em là tại vì em hiền, ít nói thì trong cuộc nói chuyện bạn bè thì hầu như em không có ấn tượng gì nhiều. Đa phần là em lắng nghe người ta nói. Lâu lâu chọc vô vài câu. Mình bị mờ nhạt so với những bạn khác ha. Dạ dạ đúng rồi. Rồi còn bạn trai? Em thì cái ưu điểm của em là thích ca hát và đi du lịch. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em thì tính của em thì đó là thẳng thắn. Thẳng thắn? Dạ vâng. Thẳng thắn dễ mít lòng lắm ha. Dạ đúng rồi. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình ha. Mối tình mà gần đây nhất là bao lâu? Dạ 5 năm ha. Nhưng lý do sao chia tay? Dạ, lý do là có thể là do em và bạn đó không có hợp nhau. Không trong quá trình mà quen nhau lâu như vậy, nhưng mà nó sẽ có những cái mâu thuẫn nó phát sinh ra. Cũng càng khó ha, quen 5 năm rồi mới biết không hợp rồi chia tay. Em gái thì sao? Tình trường mình như thế nào em? Em có 2 mối tình chính thức. Mối tình gần đây nhất là cách đây 2 năm. Em quen được bao lâu rồi? Em quen được 1 năm. Hầu như là em không quen ai qua 1 năm á. Lần này chắc là nếu mà quen được qua 1 năm thì chắc cưới luôn. Cưới luôn chứ quyền vậy đó hả? Cưới luôn chứ đừng để 5 năm nha. Lý do sao mà không chia tay? Tại vì em khá là nghiêm túc, thấy là nếu mà tính tình mà không phù hợp thì là em chủ động chia tay luôn. Rồi muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm bạn trai là tâm lý, biết chia sẻ. Về chiều cao là phải trên 1m65. Với bạn trai thì nếu mà sống ở thành phố Hồ Chí Minh và có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh thì tốt. Còn cần gì nữa không? Phải có điều gì em không thích ở người bạn trai? Đúng rồi. Em không thích là bạn trai mà có mùi cơ thể nặng mùi quá. Hôi nách, hôi miệng. Cái này hồi em kiểm tra giùm anh nha. Cho mình kiểm tra được. Rồi bây giờ là bạn gái đưa ra tiêu chuẩn đó. Em gọi là rà soát lại xem mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm. Đầu tiên là cao hơn 1m65 là em có từ vòng giữ xe luôn rồi. Rồi em 6 mấy? Dạ em có 58 anh ơi. Cái gì? Anh nhìn em thấy cũng cao mà. Còn gì nữa? Dạ hầu như tất cả cái kia thì đều được. Cái kia đều được hết đúng không? Dạ, đúng. Ôi vậy chiều cao không sao. Một chút gặp nhau ấy còn chiều cao nó quan trọng đâu. Nói vậy thôi, cái đó tiêu chí ta đưa ra. Dạ, còn vâng. Có là thôi. Vậy còn cái tiêu chí của em sao? Em tìm bạn gái thì sao? Là giống mẹ em. Mẹ em như thế nào? Dạ mẹ em thì là người biết lo cho gia đình, biết nghĩ cho gia đình mình và không lo nghĩ gì nhiều về cho bản thân mình. Dạ em chỉ coi như là hình tượng dạ, mẹ rồi. Còn về ngoại hình thì em có mong muốn người bạn gái mình như thế nào không? Dạ nói chung không mập không ốm chị ơi. Vậy mới khó đó. Dạ. Còn gì nói đi, nhưng mà cái dù chiều cao tôi phải kiểm tra. Đâu đứng lên coi coi. Thì đâu có mức thấp vậy nhờ? Không lẽ thấp hơn tôi? Đâu đứng vô coi. Cũng đâu đến mức đâu. 1m58 là bằng em á anh. Rồi ngồi đi được rồi. Bao giờ tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu mà như em thì mọi thứ đó ổn định thì có thể là 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày đêm đều có thể cưới được. Ổn định là ổn định như thế nào? Là nói chung là nhà cửa rồi tất cả mọi cơ sở vật chất. Thì vấn đề là bạn gái là ở đâu rồi này nọ. Cái cuộc sống để em có thể cưới được. Trong thời gian, tại vì em cũng lớn tuổi rồi. Có phải làm dâu không?
Dạ, cái vấn đề đó là phụ thuộc vào người bên kia. Trong cái dự định và con đường tương lai em đi á, em sẽ về quê của em là dưới Đồng Nai và ở gần cha mẹ để có vấn đề để mình có thể chăm sóc cho cha mẹ. Ba em cũng mất rồi, giờ chỉ có mình má thôi. Với lại là cái mục đích của em là thường em về đó thì em suy nghĩ em sẽ giúp gì đó cho những cái người nghèo hơn nữa để mình sống cho đến cái cuối đời của mình cảm thấy được cái hạnh phúc. Quá tốt, quá tốt. Tại vì Đồng Nai với Sài Gòn nó gần nhau lắm mà. Cái ý đó là tại vì cái hạnh phúc thực sự mà khi em nhận thấy được là em khi em làm cho mọi người xung quanh hạnh phúc thì em mới là cảm thấy được sự hạnh phúc thật sự. Đúng rồi. Rồi được, nhiêu đó là tôi bỏ xí xóa cái chiều cao. Dạ. Tại vì tấm lòng cao hơn. Được. Đó là đến chị thấy được rồi đó. Thăm đàn gái coi sao nha. Xin chào cô gái xinh đẹp. Đàn trai nói chung là ổn định. Về tuổi tác thì cao không phải cao lắm nhưng tuổi này đã chững chạc rồi. Em cảm giác được chuyện làm dâu như thế nào? Em nghĩ là làm dâu là chuyện bình thường thôi. Tại vì em cũng biết nấu ăn, biết lo toan cho gia đình. Em là người có trách nhiệm. Vậy là được rồi. Đó tốt. Em không thích cái tật xấu gì của người đàn ông? Em nghĩ là chắc là những cái người mà hay uống vào thì đôi khi nói nhiều á. Uống vô quậy vậy đúng không? Dạ. Nó xấu lắm. Còn gì nữa không? Với lại gia trưởng. Em trai có chuyện gia trưởng không? Cái gia trưởng á, theo nên em suy nghĩ cho kỹ á, tại vì khi người đàn ông á là một người trụ cột trong gia đình thì người phụ nữ có thể có những cái là người ta sẽ không thể quyết định được mà cần phải tới người đàn ông mình quyết định. Có nghĩa là cái gia trưởng đây mình phải suy nghĩ là đừng có nghĩ là nó theo một cái gọi là nó xấu, nó cũng có điều tốt, nó không có quá lố. Còn nếu mà gia trưởng quá thì cái đó thì nó không tốt. Còn em đây là cái là tốt. Dạ đúng. Nhưng là cái sự quyết đoán là vợ em là tôi bắt bà ở nhà không được đi làm gì trơn á. Dạ, cái chắc chắn là không có rồi. Quét nhà là quét nhà. Dạ đúng rồi. Đúng đó không? Là không có. Rồi, đàn gái rất là dễ thương. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ, em đi với em trai của em. Rồi, chào em. Em xin chào mọi người ạ. Em là em ruột của chị Oanh ạ. Chị em thì là một người đúng là hiền nhưng mà có nhiều sợ. Do như chị em đã nói là sợ người gia trưởng, sợ là người đàn trai không biết để ý mình. Hai người có thể được ngồi chuẩn bị đối diện nhau thì em thấy đó như vậy là cũng vui. Nếu mà có thể được đối diện với nhau thì em rất là mừng. Tại vì bây giờ còn mỗi chị em với nhà em có mẹ em, chị em với em thôi. Em cũng xuống có một câu hỏi đó là anh có sợ cô đơn không ạ? Anh thì không có sợ cô đơn em. Tại vì cái cuộc sống đối với anh á là khi mà mình sống đừng có để mọi người xung quanh bỏ hết mình đi thôi. Dạ, em xin hết ạ. Rồi, trai đi với ai? Dạ em đi với hai người bạn thân em với là đồng thời là đối tác của công ty em luôn. Rồi cho chị gặp đại diện của bên nhà trai. Em chào chị. Em thấy cô gái bên kia thế nào? Đừng có Thái. Mình đến nhà luôn đi Thái. Ủng hộ nha. Dạ. Thái nhà có nhiều bạn gái để ý không? Dạ không, cứ nói chung là Thái nó không có bạn gái nhiều đâu. Chỉ có em làm mai thôi. Nhưng mà làm mai rất là nhiều rồi. Nhưng mà toàn em dính em không à, không dính nó. Có gì kỳ vậy, làm mai kỳ vậy. Không biết nữa sao nữa. Nhưng mà vậy em nhận xét cô gái bên này như thế nào? Được đó. Được là được sao? Nhìn nói chung là chỉnh vô cái gì cũng được hết á. Thôi được rồi, cảm ơn em. Bây giờ thì mình kéo màn lên cho hai bên gặp mặt đi. Đó, mời hai bạn. Cô mới về tặng em, rồi anh có thể hát tặng cho em một bài. Dạ, cảm ơn. Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về đâu. Người ơi, nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu em từng đêm, nhạc ru tiếng hát chơi vơi. Đời bao giông tố, đời nhiều trông gai, anh chỉ yêu tình yêu có em thôi. Bấm nút. Đến bấm nút, bấm nút. Đời. Rồi, nó có 2 phút rồi, hát hết 1 phút rồi. Bây giờ vô chuyện liền nha. Cảm nhận về tình yêu, hôn nhân và hẹn hò thế nào? Công việc của anh thì có hay stress không anh? Áp lực không anh? Công việc của anh thì nói chung là đồng ý là anh vừa kinh doanh và anh vừa đi dạy học. Nhưng mà thì anh biết sắp xếp, nói chung là anh không có để cho nó chết nè. Những khi mà anh rảnh rỗi thì anh hay làm cái gì? Anh rảnh rỗi thì thường thì anh ở nhà. Tại vì thường với công việc của anh thì anh về hơi trễ. Thì có thể nếu mà gặp một cái dịp gì đó thì anh có thể đi ăn uống với bạn bè. Anh về trễ là mấy giờ? Thường thì anh đi về anh làm công việc, anh đi dạy học thì khoảng 9:30-10 giờ tối anh mới về.
À, vậy thì sao mà mình hẹn hò ha? Không, thì cái vấn đề đó thì mình sắp xếp em. Tại vì khi mà có người yêu thì cái việc sắp xếp của mình là do phụ thuộc vào mình hết. Anh thấy cô gái phía trước có làm anh rung động một chút nào không? Dạ, cũng có. Dạ, anh vâng. Thích điều gì ở trên khuôn mặt cô ấy? Dạ, mỗi khi cô ấy cười á. Cười rất tươi. Dạ, đúng rồi. Bây giờ đây, để cho có điều kiện ngắm nhìn chút xíu nữa rồi em nói cũng được nha. Dạ. Em gái hát một đoạn nào đó để tặng chàng trai đi. Em xin hát tặng mọi người một đoạn trong bài Không Thể Và Có Thể. Rồi, nhìn nha. Ngắm nhìn sau đó cảm xúc rồi nói sao cũng được. Quan trọng là lời nói làm sao thuyết phục cô gái. Vòng tay yêu thương có thể rộng mơ, bóng mây muộn sâu có thể dần tan. Và điều này thật rộn ràng ngày mai, có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi. Bây giờ đó nghe rồi đó, bắt đầu nói đi. Như thế nào? Anh cảm thấy em cho anh một cơ hội để anh chứng minh, giống như cái lời bài hát hồi nãy anh có hát cho em nghe. Rồi, cơ hội đã hết rồi. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Là hai bạn nhắm mắt lại kiểm chứng xem những gì đã trôi qua có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Chúng ta bấm nút là phải có trách nhiệm, bấm nút là phải tiến xa hơn, không thể nói dối trái tim mình được nha. Thích thì bấm, không thích không bấm. Không, hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Lý do tại sao em gái không bấm? Dạ, tại vì em không thích người gia trưởng. Thì anh có tranh luận về cái vấn đề gia trưởng thì em không có tự tin. Đó. Còn gì nữa không? Dạ, chỉ vậy thôi. Vậy thôi. Dù sao thì hai bạn có lẽ có duyên mà không có phận. Không sao, ở trên truyền hình có hàng triệu người đang theo dõi. Có hàng ngàn chàng trai sẽ bấm nút cho cô gái. Và cũng có hàng ngàn cô gái sẽ bấm nút cho chàng trai. Biết đâu họ hợp với nhau thông qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì sao? Đầu tiên thì em xin chào các anh chị. Rồi mình bắt đầu giới thiệu bản thân mình ha. Thì em tên là Phạm Ngọc Vinh. Năm nay em 29 tuổi. Đó là tuổi thật của em. Còn tuổi trong chứng minh nhân dân thì là 27. Thì em có ghi trong đó. Dạ. Là tuổi thật em sinh năm 93 đúng không? Dạ đúng rồi. Mình đổi cái tài khoản cầm đi vô gì? Dạ. Rồi. Quê của anh có gì? Em đang làm gì đi? Dạ. Quê của em thì ở Thừa Thiên Huế. Hiện tại thì em đang làm việc sinh sống tại Tân Nguyên Bình Dương. Công việc của em thì là QC trong ngành gỗ, công ty gần nhà. Ủa là Huế là ngoài đó, là còn gia đình em ngoài đó không? À, dạ không. Tất cả anh chị em của em đều vào trong đây hết và đã có nhà đây hết. Gốc Huế đúng không? Dạ. Ba mẹ là đang ở đâu? Ba em thì mất rồi, mẹ thì ở chung với em, tại vì em là Út. À, ok, em chia sẻ về bản thân em đi Vinh. Dạ. Đặc điểm tính cách cũng như điểm mạnh, điểm yếu của em ha. Dạ. Em thì là một người khá là hiền, nói cũng khá là nhiều nếu như gặp đúng người đúng vị trí. Còn nếu mà không cảm thấy là không thích người nào đó thì em sẽ không muốn nói. Ưu điểm của em á thì là em không có sử dụng bia rượu hay là cà phê, thuốc lá hay bất kỳ những thứ nào có chất gây nghiện là em không sử dụng. Còn về nhược điểm của em á, thì là nói chung là sống theo cảm tính nhiều hơn. Kiểu như đôi lúc mà mình sống vì người khác quá nhiều á, kiểu như là mình sống vì người khác quá nhiều là sao? Có nghĩa là đôi lúc mình quen người nào đó, cái đó xong rồi mình kiểu như mình lo lắng mà mình nghe người đó quá nhiều, mình tin tưởng á. Tức là giống kiểu là mình đi theo cái lý trí, cái trái tim nhiều hơn là lý trí. Thường thường em bị thất bại trong cái đó. Dạ. Với lại em không biết nấu ăn nữa. Chứ bình thường ở nhà là mẹ nấu thôi. Dạ, mẹ nấu hết. À. Em cũng có học á mà mẹ không cho. Vậy hả? Dạ. Cưng dữ vậy hả? Có hai mẹ con. Mẹ hả? Dạ. Cha Nguyễn này có gia trưởng không? Dạ, em thì sống ở đó giờ này em không gia trưởng. Bởi vì em sống từ trong Nam này từ lúc còn rất là nhỏ. Từ lúc em 5 tuổi tới giờ.
Rồi em có đam mê sở thích gì đặc biệt không? Em có đam mê âm nhạc. Đam mê thôi, nhưng mà hát không hay. Trong đây chị thấy sở thích hát, thì hát thử chị ghen bạn đi Vinh. Để em nhớ thử một đoạn nhạc hồi xưa. Cho em xem cái lời nhạc. Rồi, nghe được. Xem ở đây thôi, nếu mà được chọn ghi hình thì lên đó là nhìn dạ, mặt bạn gái khác nha. Tại vì đôi lúc em không nhớ. Cái bài em hát được thì em không nhớ. Ok, em xác một đoạn của một bài nhạc. Anh đã đi hết một phần ba cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều khi muốn đổi chân dừng lại nghỉ ngơi. Do anh khó hay là người khó em ơi? Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều, mà không biết em sẽ yêu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Dạ, thì em nếu mà tính về cuộc tình mà chính thức của em á thì là có khoảng tầm 2. Còn những cái người mà thoáng qua trong cuộc sống của em thì chắc cũng khá là nhiều. Người đầu tiên mà em có thể nói là yêu nhất á, mối tình đầu thì em quen năm em 18 tuổi. Vì gia đình của bạn đó thì khá là giàu, và bạn đó nói chung là không có chấp nhận cho quen em. Thì sau đó là lúc đó em còn nhỏ nữa, thành ra cũng chưa có đủ cái kiến thức mình vẫn như bây giờ. Thì em quyết định là em chia tay. Người thứ hai thì cũng quen được một năm mấy. Thì em thấy là lúc đầu quen thì không sao, nhưng mà lúc sau quen thì mới biết được là tính cách bạn đó còn khá là trẻ con. Mà tính của em thì nó khá là chững chạc, thành ra em cũng thích những người chững chạc đó. Em thấy không phù hợp nên là em kết thúc. Dạ. Rồi là từ đó giờ bao lâu rồi em không quen ai? Dạ thì thực ra là em cũng mới quen một vài người ở đây, nhưng mà cũng vài ba tháng rồi không phù hợp em kết thúc. Những cô đó có điểm gì mà không phù hợp với em? Có lẽ là do các bạn nó còn hơi trẻ con. Em thì nói chung là số em sao, em quen mấy bạn nhỏ nhỏ không à. Không phù hợp, em chia tay. Nhưng mà tính ra là em là chững chạc hơn so với cái tuổi của em đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì em bước chân ra đời khá là sớm. Rồi là vậy thì bây giờ em mong muốn tìm kiếm một bạn gái như thế nào? Dạ, thì do vì bản thân của em khá là hiền, em thích một bạn nào đó cũng hiền hiền chút. Là người phụ nữ gia đình thôi. Bạn nó có thể không biết gì, có thể học, nhưng mà phải biết lễ phép, tôn trọng người lớn. Bởi vì em sống cùng mẹ, mẹ em thì là người Huế thì cũng khá là khó. Cho nên là cái quan trọng nhất là phải lễ phép là được. Dạ, còn nữa bạn đó cao khoảng tầm 1m53 trở lên. Không quá mập cũng đừng quá ốm, vừa vừa người là được. Nếu mà được thì có thể cho em ở gần em thì tốt. Thì em ở tuốt cái Tân Nguyên á. Mà nếu mà ở xa quá thì đi cũng hơi cực. Thì là Sài Gòn, Bình Dương cũng được mà đúng không? Đồng Nai rồi này kia các thứ gần gần đó được không? Chắc có lẽ là được. Tại vì cái tính chất công việc của em á, nó khá là bận. Bởi vì em là QC chính trong đó. Em làm từ thứ hai tới thứ bảy em tăng ca suốt. Có được một ngày chủ nhật là em rảnh thôi. Rồi gần khu vực Bình Dương vậy là được đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi tuổi tác bạn gái thì như thế nào em? Dạ tuổi bạn đó thì đừng quá nhỏ, khoảng tầm cỡ 24 cho đến bằng tuổi em. Không cao hơn, không lớn tuổi hơn em. À không thích lớn tuổi hơn, tới dạ. Bằng tuổi thôi. Và bạn đó dạ lớn bạn 2 tuổi được không? Dạ không được, tại vì đó là yêu cầu của mẹ. À dạ. Mẹ bắt là phải tới bằng tuổi thôi. Dạ tại vì nói chung chị cũng biết người Huế thì khá thành kiến. Không thích những người mà kiểu như là hơi lớn hơn em thì khó nói chuyện lắm, rất khó nói chuyện. Dạ. Rồi có điểm gì em không thích ở bạn gái không? Đừng có quá trẻ con. Rồi. Đừng có một vấn đề đừng nói quá nhiều lần. Tại vì tính của em là nói một lần là em hiểu rồi, nói nhiều quá em cảm thấy nó khó chịu. Bạn đó không, nói chung là đừng có nói chuyện hỗn xược là được. Tôn trọng nhau là được. Rồi. Dạ. Còn yêu cầu gì nữa không? Hình mẫu là trong đây thích giống Huy Du hả?
Tất nhiên là bạn Vy Du này là bạn một người khá là đẹp gái và thông minh. Em thích mẫu người vậy? Thích kiểu như vậy đúng không? Dạ. Nhẹ nhàng, xinh dạ. Xinh, thông minh kiểu vậy. Dạ, kiểu như là mình nói chuyện nhẹ nhàng với nhau thì tính của em á rất là nhẹ, em cũng thích những mẫu người cũng nhẹ như mình á. Chứ đừng nói chuyện hơi cọc lóc thì đôi lúc em cũng không biết phải đối lại bạn như thế nào. À. Dạ. Rồi, ok. Nếu mà tham gia là có mẹ em tham gia cùng được không? Chắc nếu mà tham gia được á, em sẽ đưa nguyên gia đình em luôn. À, tại vì tất cả anh chị em của em đều mua nhà ở đó hết. À, rồi, được, đi coi mắt vợ được cái là tiến hành dễ lắm. Hai bên gia đình mà gặp nhau trong chương trình là về cưới hỏi là nhanh lắm. Có nhiều cặp như Trang vậy rồi, ha. Dạ. Ok, cảm ơn Vinh ha. Thì là đây là những cái thông tin bước đầu là chị cũng đã lưu lại đây rồi. Và cũng sẽ tìm cho em cái cô gái phù hợp. Dạ. Nó đương nhiên là không phải là 100% đâu, tầm trên mức trung bình, rồi sau đó mình gặp nhau để mình tìm hiểu nhau thêm nữa ha. Dạ đúng rồi, dạ. Rồi, ok, cảm ơn Vinh. Chị cho em hỏi một xíu, tại vì em khá thắc mắc á. Hồi nãy em có nghe chị nói là mình cần phải có giấy độc thân, đó là bắt buộc. Mà thật sự á, thì hiện tại bây giờ em khá là khó để đi ra quê làm giấy độc thân á. Tại vì theo em biết là giấy độc thân là phải ra ngoài quê để làm. Hộ khẩu em ở đâu? Hộ khẩu thường trú của em á, thì là hiện tại đang ở ngoài quê. Em chưa được hộ khẩu Bình Dương hả? Dạ chưa, tại vì em mua nhà đây rồi, nhưng mà chưa có chuyển đổi. Cho nên là em thực tế là em rất là ở quê á, là ngoài đó còn ai không? Dạ không. Không còn ai ở quê luôn? Dạ. Rồi giấy tờ hộ khẩu là vẫn còn ở quê? Dạ đúng rồi. Cho nên là cái thật sự là em coi chương trình rất là nhiều. Em rất là thích, tại vì em muốn một lần lên TV. Thứ nhất, nhưng mà bây giờ em công việc của em nó bận lắm. Em không thể nào mà đi ra quê để làm giấy độc thân. Ngoài đó còn họ hàng ai này kia hoặc là quen biết này kia thì em có thể nhờ được á. Nhờ được hả chị? Được. À wow. Em nhờ người thân hay người quen để đi ở quê, rồi em nhờ gửi giấy tờ lên đó, người ta làm cho em cái giấy. Rồi có cái hẹn này kia các thứ em gửi vào được. Có những bạn là vẫn nhờ làm được ở quê. Dạ. Nha, thì cố gắng sắp xếp, tại vì cái phần này là phần giấy tờ bắt buộc, kể cả nam kể cả nữ luôn này kia các thứ. Ví dụ ở quê thì là mình sẽ nhờ người thân mình liên hệ ở ngoài quê. Điều giấy tờ hộ khẩu em vẫn còn ở quê thì giấy tờ em sẽ lưu ở trên xã, trên phường gì đó. Dạ dạ. Ha, thì em nhờ em thông tin gia đình thì vào đây chắc chắn là sẽ còn họ hàng đúng không? Dạ đúng rồi. Thì là nhờ làm thôi, chuyển giấy tờ này kia các thứ ha. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn Vinh nha. À chị ơi, ví dụ ngoài cái giấy đó là em nghe có một cái giấy gì nữa đó chị? Giấy xác nhận nơi em đang làm việc. Dạ. Nó có thể là một cái photo công chứng hợp đồng lao động của em với công ty. Tại vì tất cả những thông tin này thì ai tham gia thì đều ok, cái đó em có chị. Dạ. Đó. Em vừa mới ký hợp đồng luôn. Rồi, ok, cảm ơn Vinh nha. Dạ. Rồi, cảm ơn em, có gì chương trình sẽ báo cho em biết nếu có cô gái phù hợp ha. Dạ, thì em lên đây cũng rất là vui gặp các anh chị. Em cảm thấy rất là thân thiện. Thì em hy vọng là em có thể tham gia chương trình. Dạ, em cảm ơn rất là nhiều. Ok.